Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Cũng khá là lâu rồi mình chưa làm một cái video về thích ngôn ngữ Văn. Lấy từ nguồn cảm hứng là mình giãn cách xã hội nhiều quá, mình muốn đi vùng vẫy và muốn đi ra ngoài xa. Đấy là cảm hứng thôi nhé, chứ không phải là nội dung của bài học đoàn thuyền đánh cá đâu. Và kiểu như là muốn đi đâu đó xa xa, muốn ra biển luôn đấy, muốn bơi ra ngoài biển luôn. Ở nhà nhiều quá, nhạt quá các bạn ạ, cần phải đi tiếp muối. Và ngày hôm nay thì bài đoàn thuyền đánh cá của mình khá là dài nên là mong các bạn thông cảm và mình theo dõi cùng mình nhé. Cuối video thì do vì thiết bị của mình nó đã hết pin rồi nên là mình không có thể quay tiếp được, mình chỉ quay một cái đoạn phần ở phía trên thôi, nhưng mà mình đã quay hết gần như một cái bài luôn rồi nên là các bạn hãy theo dõi đến cuối video nhé. Hầu như mọi người có thể thấy trong tất cả các video của mình ấy, mình take note khá là đơn giản, bởi vì mình muốn các bạn vào trong thực tế của bài học luôn. Bởi vì ở trên trường ấy, bọn mình chỉ có 45 phút thôi đúng không? 45 phút bọn mình không có thời gian để mà viết tiêu đề đâu. Nên là cái việc mà các bạn viết calligraphy xong, cái tiêu đề xong, hoặc là viết một cái kiểu chữ khác xong, xong rồi đổ bóng về nhà, các bạn có thể làm màu mè hoa lá hẹ hơn. Còn ở trên lớp thì không có thời gian đâu. Mình nhớ lại ngày xưa mình học văn á, cô nói mà cô viết là còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc ấy. Bọn mình ngồi dưới vừa nghe vừa chép mà còn không kịp nữa, chứ ngồi đó mà viết hết cái tiêu đề thì có mà chết à. Mình thề với các bạn á, mình nhìn lại mấy cái cuốn vở của mình ngày xưa ấy, chữ của mình như gà bới luôn ấy. Lúc thì nó xéo qua bên phải, lúc thì nó xéo qua bên trái, lúc thì lên, lúc thì nó xuống. Mình nhìn công nhận chán đời thật. Nhưng mà mỗi lần mà khi mà viết văn lâu ấy, mình hay viết nghiêng lắm, bởi vì nó rất là mỏi tay. Nhất là những cái bài mà phân tích dài ấy, cô nói rất là nhanh và nhiều, mà nhiều lúc ấy, gần đến buổi trưa. Mình hồi trước mình không biết lý do tại vì sao thầy hiệu trưởng hình như ghét lớp mình hay sao ấy, toàn kiểu như double môn văn, văn văn 2 tiết cuối, tiết 4 với tiết 5 ấy, ngồi học buồn ngủ kinh khủng luôn. Lúc đó vừa đói vừa buồn ngủ, kiểu như là bị thiền đấy các bạn, kiểu như là bị mộng du hay là bị thôi miên ấy. Cô nói như kiểu là ỉm bùa bọn mình ấy. Bọn mình thì ở phía dưới kiểu như là vừa nghe mà nhiều lúc cảm giác như là buồn ngủ ấy các bạn cảm tưởng như kiểu là vừa buồn ngủ mà ai đó cứ nói với các bạn ấy, các bạn cảm giác như nó kiểu như đang du ngủ ấy các bạn. Mọi người có cảm giác như mình không? Ngày xưa mình hay bị như vậy lắm. Hồi xưa hồi đấy mình không biết là thầy hiệu trưởng có kiểu như là, hay là thầy phó hiệu trưởng có bị ghim lớp mình hay sao ấy. Mỗi lần mình thầy với các bạn thầy khóa biểu ngày xưa cứ văn văn hai tiết cuối thôi. Và nhất là thứ năm chỉ có ba môn thôi, nhưng mà lúc nào cũng là hai tiết văn double cuối và tiết toán đầu tiên. Mình thề với mọi người, sau này khi thứ năm có 4 tiết ấy thì là double 3 môn văn phía cuối, có nghĩa là 3 tiết văn ấy, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết đầu là môn toán, lúc nào cũng vậy. Mình không hiểu lý do tại vì sao lớp mình hình như là bị ghim ấy các bạn. Thì là mỗi lần học văn mình như kiểu là rất là mộng du, chữ của mình lên xuống. Nhiều lúc mình nói với các bạn, nói thật đấy, nhiều lúc mình muốn ngủ gật môn văn ấy. Nhưng mà sau này thì có niềm đam mê mấy môn văn. Thực ra không phải có niềm đam mê môn văn đâu, sau khoảng thời gian mình luyện tập ấy, bởi vì tính cách của mình không có thích học mấy cái môn xã hội cho lắm, thì mình hầu hết là học mấy cái môn tự nhiên thôi. Sau này thì khi mà mình học tốt môn lịch sử lên ấy thì mình lại thích môn văn, không hiểu lý do tại vì sao. Xong đấy mình học tốt môn văn lên thì trong lớp mình ít buồn ngủ nữa, kiểu như là cảm giác mình thích rồi ấy, nên mình không có bị chán trường nữa. Tuy là dù ngoại cảnh tác động đến nào đấy chăng nữa thì mình cũng vẫn yêu môn văn, giống như kiểu là khi mà các bạn thích một ai đấy, dù người đấy xấu đến cỡ nào thì các bạn vẫn thích ấy, kiểu như vậy ấy. Mình nói như các bạn chăm chú vào học hành rồi nhé, hết thời gian đùa rồi nhé. Và cũng lo lắng cho mọi người rất là nhiều, bởi vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà đang giãn cách xã hội, mọi người học online ấy, nên là mọi người sẽ bị chảnh mảng trong việc học rất là nhiều. Kiểu như là tác động ngoại cảnh tác động lên các bạn không kiềm chế được, thì mọi người nên tập trung cho việc học trong khoảng thời gian này nhé. Bởi vì mình thấy cái điểm số của mọi người năm nay ấy, có rất là nhiều bạn rất là buồn bởi vì trượt đại học. Nhưng mà không sao cả, mọi người cũng có thể lựa chọn những cái nguyện vọng 2 tốt hơn, hoặc là lựa chọn con đường khác tốt hơn mà đúng không? Không nhất thiết là đại học là bước đi cuối cùng của các bạn đâu, đừng có quá là buồn. Nhưng mà hãy nhớ chăm chú vào học tập nhé. Mình thấy là khi mà học online mọi người quá là chỉnh mạng. Hôm nay thì mình take note ở trên vở kẻ ngang. Lý do tại vì sao mình rất là thích take note ở trên vở kẻ ngang? Thứ nhất là đơn giản, thứ hai là không bị rối mắt.
Nếu mà như các bạn thích nốt ở trên vở grip nhiều ấy, các bạn sẽ cảm giác như là nó không được đẹp bằng như vở kẻ ngang đâu. Mình thề các bạn cứ mua hai cuốn vở đi, các bạn thích nốt trong một khoảng thời gian ấy, thì các bạn sẽ thấy trên một cuốn vở kẻ ngang ấy, thích nốt sẽ đẹp hơn. Mình nghĩ là môn văn ấy, còn các môn khác như là môn toán hay là môn hóa hay là môn lý thì nốt ở trên giấy grip thì sẽ đẹp hơn. Đó là suy nghĩ của mình. Còn suy nghĩ của các bạn như thế nào, comment cho mình biết nhé. Còn việc thứ hai, lý do tại sao mình thích nốt đơn giản như vậy, bởi vì mình không có muốn là quá rườm rà. Bởi vì tính cách của mình ấy là một người quá là phức tạp trong sự đơn giản. Mình không biết lý do tại vì sao mình suy nghĩ rất là phức tạp nhưng mà khi mình làm rất là đơn giản đấy mọi người. Và thứ hai là khi mà các bạn viết ít màu ấy thì các bạn học hay là ôn nó không bị rối mắt. Tuy là màu mè rất là đẹp, mình biết là màu mè rất là đẹp mà, nhưng mà khi mà mình làm ấy, mình làm một cái gì đấy nó cứ kiểu đơn giản ấy, mình vẫn không hiểu. Nhiều lúc mình vẫn không có hiểu tính cách của mình kiểu gì nữa. Và cho mình nghĩ một phút nhá. À, chưa đến một phút nhưng mà mình không muốn nghĩ đâu các bạn. Mình muốn nói với các bạn một điều là khi mà các bạn thích nốt môn văn ấy, thì mình nghĩ là các bạn thích nốt theo bố cục và nên kẻ khuôn lại, thì nó sẽ bớt rườm rà hơn và các bạn dễ nhìn hơn. Bởi vì khi mà các bạn viết chữ ở trên lớp ấy, nó không được đẹp như mà mình thích nốt ở nhà đâu. Thích nốt ở nhà mình sẽ có thời gian để trau chuốt cái chữ của mình hơn, còn trên lớp thì ôi giời ơi, như gà bới ấy. Mình hiểu lắm các bạn, không có ai thích nốt môn văn ở trên lớp mà chữ đẹp đâu. Nếu mà đẹp ấy, thì các bạn rất là đau tay, bởi vì các bạn phải nắn cái chữ của các bạn xuống rất là đau tay. Mình trải qua rồi nên là mình hiểu cảm giác của các bạn. Và cái video này là một cái video mà nó cũng không ngắn cũng chẳng quá dài. Và mình sẽ làm một cái video về cách mà mình học sử ngày xưa, từ một học sinh không tốt, học tốt môn sử và đã trở thành một học sinh có điểm tuyệt đối của môn sử. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tuy là mình những cái tip của mình hướng dẫn ấy nó không quá là nhiều, nhưng mà mình sẽ chia sẻ những cái tip mà mình học tốt môn sử. Nhớ like, subscribe và share để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều.